Nguy hiểm rồi. Đây, cặp phục CD dành cho anh em lên xe nha, 50-90. Đấy, 90. Phục CD 90 anh em gắn xe 50 ok nha, hai cặp đều là 90 hết các bạn. Đấy, một cặp là đẹp, một cặp là xuất sắc. Đó, cặp mát hơn tí xíu nha. Đấy, anh em nào thích cặp nào. CD thì anh em gắn được cho xe cúp với 67 giờ được luôn. Đó, đây là cặp đẹp nha. Chân đẹp, ron đẹp. Thấy màu inox đẹp nha mà, nhựa đẹp, không bị nứt bể nha. Đó. Quá đẹp, quá xuất sắc. Cặp này thì vừa vừa, rẻ hơn chút. Chưa vệ sinh, tình trạng nhờ bao nhúng nhảy cho anh em nha. Nhúng nhảy tốt. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là không ship code nha, chỉ tiền trước ship hàng sau. Mọi thông tin chi tiết thì anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin trong Zalo giúp mình. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng đi xe cấp nha. Cảm ơn tất cả các bạn.